Chào tất cả các bạn nhé. Tại thì mình đang lạc vào trong một cái ngôi làng và có một anh vừa nãy dẫn mình đi, và đến gần nhà anh đấy thì anh đấy rủ vào nhà để uống nước. Đây, nhà anh ấy tít bên dưới này anh nhá. Và mình sẽ phải đi bộ, mình sẽ gửi xe tít bên kia. Anh đấy là người dân tộc Mông ở trên này ạ. Quanh quanh đây có rất là nhiều ngô. Nước chào anh nhá. Quay cái video châu bò lợn gà. Anh có nhiều bò thế này còn đi mua làm gì nữa. Đây nhá các bạn, bò này, châu này. Anh có hai nhà liền kia à? Cái này là cho lợn này anh. Đây là cái khu vực nhà bên cạnh của nhà anh đấy nhá. Chỉnh tường, nhà chỉnh tường nguyên bản luôn này. Cho con lợn ăn. Có rau. Cái ngô này là nấu rượu lên rồi đúng không? Hay là ngô đấy. Ngô hạt luôn à? Ngô này mình không xay đó hay là có nấu lên không? Hay là cho nó ăn luôn như này? Nấu. Một con lợn. Lợn này cũng nuôi lâu quá nhỉ? 3 năm mới to như này, toàn ăn ngô với cả rau. Nãy mình ở tít trên cái đồi. Cái đồi tít trên này. Xong thì đi vòng mà xuống đến đây. Ghê gớm thật đấy. May mà còn có anh. Anh tên là gì nhỉ? Lành. Anh Lành. Vâng. Mày có anh chỉ đường cho. Anh còn mời vào nhà chơi nữa. Ở đây hầu như là toàn là người dân tộc Mông hết anh nhỉ. Đây là nhà kiểu là truyền thống của mình ấy. Làm bằng đất sét này. Cái tường này. Tường này thì khó. cái tường là nhà tượng đất là xấu lắm. Tức là ở nhà thì nó mát mát hơn cái nhà xây đấy. Nhà xây là nóng. Còn kia là cái giường ngủ của anh nhá. Anh là có 5 đứa con mà có mỗi 35 tuổi bây giờ. 35 tuổi. Đây này, nhìn em cũng già. Em 30 tuổi rồi đấy. Anh 35 tuổi nhưng mà em chưa lấy vợ đâu. Chưa à? Chưa. Mấy tuổi? Em gần 30 rồi, 29 rồi. 29. Anh 35 mà có 5 đứa rồi, nhanh thật đấy. Anh lấy vợ từ lúc mấy tuổi? 17. 7 tuổi lấy rồi, nhanh thật đấy. Hai năm một đứa. Đứa lớn vừa mới nấu cám lợn đấy. Là 17 tuổi rồi. Nhanh thật.
Anh là anh này là 36, 36 là có cả là 18 tuổi. Ừ. Đây bên này là cái bếp. Xấu gì đẹp lắm này. Đấy, cái bếp. Nhà gỗ với cả nhà ấy. Trình tường anh nhỉ. Ở bên trên này là mình cũng ngủ ở bên trên luôn chứ anh? Ừ, có chứ. Xe là có cả đang ngủ. Hai đứa ngủ trên xe. Hai đứa ngủ bên trên luôn. Nên là đã mát hơn. Vâng. Chị Tông Gà Vơ. Nhà bên cạnh là nhà ông. Đây là mấy cái máy nghiền. Đây là cái nhà này là nhà của ông của anh ấy, cũng nhà trên tường. Cái cỏ này cho bò ấy ông nhỉ, cho trâu ạ. Nhưng mà hôm nào mình cũng phải đi cắt à hay như nào? Hôm nào cũng phải cắt luôn. Nhiều cái này nó còn bị ấy nhỉ? Bị hết. Cái này là lâu năm lắm đấy, 30-40 ba mấy năm nữa. Vâng. Nhưng mỏng ấy không, nhưng mà vẫn đẹp. Đúng rồi. Ấm áp mùa đông, mùa hè là mát ông nhỉ? Mùa hè nó mát. Thấy ở trong này có điện rồi đấy. Có. Đây có quỳ vào đây. Cái đấy là ngô à? Cái bếp này, cái bếp để nấu cám lợn luôn không? Cái lửa cửa ăn. Bây giờ có bao nhiêu người sống ở trong này không? Khổ quá. Có ông này rồi là ông già, ông cả đường lạc con đường. Dạ. Ông sắp 70 tuổi rồi. Ông 70 tuổi nhưng mà nhìn ông còn trẻ lắm. Không. 68 rồi chứ. À. Sắp rồi 70. 68, 70 nhưng mà nhìn ông trẻ khỏe. Không đi đâu, gái tay ông đi làm về đấy. À. Nhà mình ngủ ngủ. Vâng. Đi chơi. Nhưng mà hai nhà ở gần nhau thì cũng vâng. Tiện. Ông nhỉ? Đây là những cái kho chạy là những chiếc khác ở đúng là vâng. Những nhà nó đó dễ tính được nhưng kho chạy này chạy qua lại về vâng. Cùng đây rồi. Nhà mình có điện từ năm nào? Ờ, đường cũng lâu rồi đấy nhỉ? Bên nàn đây nữa. Ờ. À. Ở bên trên này là có ngô ở bên trên nữa. Ngô cũng ít. Số ăn không? Dạ. Cho lợn cho gà. Cho gà. Rừng gà cũng có. Đây rau. Vào trong này mát hơn đấy. Bởi vì cái tường của nó dày ấy ông nhỉ? Cái trình trình đất người mắc không? Dạ. Thế là cái nhà như là xây thì nó nóng. Vâng. Đây. Dạ. Trình trình đất thì rất là nóng thế là mới còn mát tí. Thế nào có phải con ván, con ván có phải nóng? Cái ván nữa. Ừ. Cái màu đen là kiểu mình đun nhiều quá ông nhỉ? Vâng. Nhà này được 30 năm rồi. Vâng. Nó về từ xe ta về 40 năm rồi đấy. Vâng. Ở đây chỉ có trồng trọt chăn nuôi. Ừ. Trái trồng ngô. Trái từ tàu đến đất.
chỉ chân với tàu sông này. Nên bảo là ơi, không ra là ăn thì gì. Trình thu ăn. Chết mấy người tàu ăn mà. Nhưng mà kiểu ở đây không khí trong lành. Và không có khói bụi, không xe cộ. Và cảnh ở đây cũng đẹp nữa. Sống ở đây là khỏe lắm không nhỉ? Hả? Sống ở đây là khỏe. Ờ, mình bình thường rồi. Mấy giờ chỗ bán như mình. Mấy giờ nhưng mà vùng cao nữa. Mùa rét thì rét. Yên tĩnh thật. Cây này chết mình cây này là cây gì ông? Mấy cái cây làm cột nè. Cây này mình không nhớ rồi. Cũng lâu năm á. Là một cây một khốt vừa tán ta củ. Cái này vẫn là nhà truyền thống của mình luôn á. Vâng, vâng. Nguyên bản luôn á. Đây, anh mời uống nước bằng cái bát to luôn. Mời anh nhé, cảm ơn anh nhé. Anh uống rượu luôn. Hậu đề. Ấm hết cả người luôn. Chắc là uống nước xong em xin phép ạ. Dạ. Cảm ơn anh đã chỉ đường cho em nhé. Và anh tên là Lăng. Anh Lăng. Và vâng. Lăng. Anh Lăng. Và dạ vâng, rất vui được gặp anh nhé. Cảm ơn anh đã chỉ đường cho em. Và cảm ơn anh đã mời nước em nhé. Lúc nào có thời gian lên được chơi. Vâng, ok anh, bây giờ em biết nhà rồi, khi nào có dịp em lên. Và cảm ơn anh nhé. Em chào anh nhé. Vâng. Vâng. Đi từ từ nhé. Dạ vâng. Tình cờ đi lạc đường và anh đấy mời uống nước, mời vào thăm nhà, rất là tuyệt vời các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ quay lại để lấy xe và sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp các bạn trong một cái video tiếp theo.